Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Xin chào các bạn khán giả thân mến của Tin Mới, rất vui khi ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục được gặp nhau tại đây để cùng nhau trao đổi về nhiều kiến thức bổ ích. Như các bạn đã biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức lễ ký kết hợp đồng thuê đất để xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Được biết, thời hạn cho thuê đất là 99 năm. Đây sẽ là biểu trưng cho dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam. Ngược với quá khứ, ở khoảng thời gian năm 2018, Trung Quốc cũng đã đưa ra đề nghị với Việt Nam về một thỏa thuận thuê đặc khu kinh tế của Việt Nam trong khoảng thời gian cũng là 99 năm, nhưng cuối cùng không có bất kỳ kết quả nào cho lời đề nghị này. Vậy nhiều người thắc mắc rằng tại sao Việt Nam cho Mỹ thuê đất xây dựng đại sứ quán 99 năm mà không cho Trung Quốc thuê đặc khu? Trước tiên, hãy nói về quan hệ giữa Việt Nam-Hoa Kỳ các bạn nhé. Thứ nhất, chúng ta cần biết rằng việc bố trí cho Mỹ một khu để xây dựng đại sứ quán đã nằm trong kế hoạch ngoại giao từ rất lâu của nước ta. Cụ thể là sau khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao, năm 1995, chính phủ Việt Nam đã cam kết dành cho Mỹ một địa điểm xây dựng khu phức hợp đại sứ quán tại Hà Nội, tiếp tục phát huy trên nền tảng quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa hai quốc gia. Mỹ và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về địa điểm hiện tại cho trụ sở mới của đại sứ quán vào năm 2019. Đầu năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho Mỹ thuê địa điểm và ban hành quyết định cho thuê đất. Và buổi lễ ký hợp đồng cho thuê đất là kết quả của những cam kết trên. Thứ hai, việc ký kết một hợp đồng 99 năm thể hiện cam kết lâu dài giữa hai bên. Với Việt Nam, ý nghĩa đằng sau con số 99 năm là niềm kỳ vọng Mỹ sẽ duy trì hiện diện ngoại giao trong ít nhất từng đó thời gian. Thường những thỏa thuận thuê đất như vậy sẽ được ký kết với điều khoản thời gian 99 hoặc 100 năm. Con số này mang tính biểu tượng và thể hiện kỳ vọng rằng Mỹ sẽ có sự hiện diện ngoại giao lâu dài tại Việt Nam. 99 năm dường như là khoảng thời gian chúng ta không thể hình dung nổi. Chúng ta không biết cuộc sống sẽ ra sao sau 99 năm nữa, nhưng đó cũng chính là ý nghĩa đằng sau con số này. Nó thể hiện một mong muốn là duy trì mối quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn kết hơn. Hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực và trên hết là mối quan hệ bình đẳng, cùng có lợi cho đôi bên. Thứ ba, chuyến công du của bà Kamala Harris sẽ là thử thăm dò để trả lời cho câu hỏi hai bên phải làm gì và sau đó làm gì kế tiếp để thúc đẩy mối quan hệ. Đó là sự thăm dò các lãnh đạo Việt Nam để có thể nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Nếu nâng cấp thì cần giải tỏa những điều gì, thực hiện điều gì để quan hệ trở nên thực chất hơn. Việc thúc đẩy quá trình nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ từ vị trí đối tác toàn diện lên quan hệ đối tác chiến lược đã diễn ra từ nhiệm kỳ Tổng thống trước vào khoảng năm 2019, nhưng Việt Nam sẽ là bên đề ra quyết định về sự thay đổi trong mối quan hệ song phương. Mỹ rất rõ ràng cho việc thể hiện mong muốn của mình. Việc nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược cũng là nhiều khả năng sẽ làm phát sinh nhiều khía cạnh khác. Phần lớn trong số này sẽ được xây dựng trên các dạng gắn kết hiện tại. Ví dụ, tăng cường hợp tác kinh tế, đẩy mạnh đầu tư vào kỹ thuật, công nghệ, thông tin và giáo dục. Việc nâng cấp mối quan hệ song phương có thể là một quá trình lâu dài, nhưng thực tế là trong 2 năm trở lại đây, lãnh đạo hai nước đã có một số cuộc thăm hỏi và gặp gỡ cấp cao. Vì vậy, không bất ngờ khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã thẳng thắn đặt vấn đề với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc về việc nâng cấp mối quan hệ Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện, nghĩa là mức cao nhất. Nhưng Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chỉ tùm tìm cười mà không trả lời có hay không đồng ý. Việt Nam luôn biết mình phải làm gì cho dân tộc mình, bởi vậy Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ tùm tìm là đã đầy đủ ý nghĩa, chẳng phải như vậy là từ chối. Cũng chẳng phải như vậy là đã đồng ý, chỉ cần biết rằng Mỹ đã bỏ tiền ra thuê 3,2 hectare đất với thời gian lên đến 99 năm để xây dựng tòa đại sứ. Đó là một trong những tòa đại sứ lớn nhất và đắt tiền nhất của Mỹ hiện nay, lên đến 1,2 tỷ đô la. Số tiền này có thể hiểu rằng nó chỉ thua kém khu phức hợp hiện đại nhất Việt Nam là khu Vincom Landmark 81 lên tới 1,5 tỷ đô la. Và điều tương tự như Mỹ, Việt Nam cũng biết quyết định xây dựng tại khu đất mới ở thủ đô Washington, tòa đại sứ của Việt Nam cho xứng tầm ngoại giao của hai nước trong tương lai. Tuyên bố rườm rà nhiều khi nó cũng chẳng phải là cách mà Việt Nam yêu thích, nhất là một đất nước có địa chính trị vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là bên cạnh người anh em láng giềng Trung Quốc rất tinh quái.
Nói đến đây thì cái thực chất được nói đến ở trên, ai tinh ý sẽ nhận ra ngay rằng vấn đề Mỹ và Việt Nam cùng xây dựng lại tòa đại sứ to đùng của mình ở mỗi nước để làm gì, chắc chắn không phải để cho nó oai. Ngoài những nguyên nhân trên thì việc thuê đất 995 rất phổ biến trong giới ngoại giao. Chẳng hạn, Pháp cũng sẽ được nhận đất xây dựng đại sứ quán ở quốc gia sở tại cùng với khoảng thời gian đó. Đây là điều diễn ra rất phổ biến trong lễ phục ngoại giao. Cho nên cũng chẳng có gì bất ngờ khi Việt Nam cho một quốc gia như Mỹ thuê đất xây dựng đại sứ quán 995. Còn đối với vấn đề cho Trung Quốc thuê xây dựng đặc khu, vì sao chính phủ Việt Nam không đồng ý? Đầu tiên chúng ta cần hiểu rõ về đặc khu là gì. Đặc khu hành chính kinh tế gọi tắt là đặc khu. Như vậy, đó là những khu vực có những cơ chế chính sách riêng biệt nhằm tạo nên nhiều thuận lợi phát triển cũng như tăng sức hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vì vậy, việc này ít nhiều liên quan đến vấn đề ngoại giao mà nó thiên về kinh tế nhiều hơn. Trung Quốc muốn thuê đất 995 với 3 đặc khu hành chính kinh tế tại Việt Nam, bao gồm Vân Đồn, Quảng Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang và Bắc Vân Phong, Khánh Hòa, chính là những điểm nóng trong sự kiện này. Việc Việt Nam quyết định không đồng ý cho Trung Quốc thuê đặc khu cũng là một quá trình cân nhắc và xem xét rất kỹ lưỡng để có thể làm hài lòng người dân cũng như đảm bảo được chủ quyền lãnh thổ của nước ta. Thứ nhất, về vấn đề quản lý, khi giao đất cho những người nước ngoài ta sẽ gặp phải nhiều rào cản, khó quản lý cũng như can thiệp vào những quy định luật lệ của họ, từ đó phát sinh nhiều vấn đề khó khăn trong việc quản lý cũng như xử lý sai phạm. Quy định thời hạn cho thuê đất kéo dài lên đến 99 năm. Hoàn toàn có thể biến chủ thuê đất trở thành lãnh chúa trong tị hạt của mình. Cần phải nhớ rằng, với tiềm lực tài chính lớn, các tập đoàn đa quốc gia thậm chí được hỗ trợ bởi chính phủ nước ngoài có đủ khả năng tích góp một lượng lớn đất đai ở đặc khu, đủ để họ tạo ra quyền lãnh thổ trên thực tế, tạo ra những vấn đề rất khó xử lý về an ninh quốc phòng. Thứ hai, về vị trí địa lý, ta thấy các đặc khu đều có vị trí địa chiến lược quan trọng như đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh là cửa ngõ Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc với chiến lược hướng ra Biển Đông, xây dựng con đường tơ lụa trên biển để hướng tới giấc mơ Trung Hoa, thì với một khu vực trọng điểm như vậy sẽ khiến Trung Quốc có điều kiện uy hiếp mạnh đến chủ quyền trên biển của Việt Nam. Chúng ta mở đặc khu với tâm thế cởi mở, tự do hướng ra thế giới, nhưng rõ ràng cũng cần đề phòng những bất trắc có thể xảy ra. Cùng thời điểm Quốc hội đang thảo luận với 3 đặc khu, cách Vân Đồn chưa đầy 200 hải lý, Trung Quốc cũng đang nỗ lực biến đảo Hải Nam trở thành đặc khu kinh tế. Định vị vị trí của các đặc khu chúng ta như thế nào trong bối cảnh đó là một vấn đề cần xem xét kỹ lưỡng. Thứ ba, về vấn đề dư luận, thực tế người dân Việt Nam lần đầu biết về khái niệm đặc khu vào năm 2018 khi chính phủ chỉ đạo soạn thảo dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đối với Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, gọi tắt là dự luật đặc khu, để trình Quốc hội xem xét. Tuy nhiên, dự luật này đã gặp phải nhiều phản đối từ phía người dân trong suốt năm đó. Qua những cuộc biểu tình đông người tại nhiều nơi khắp cả nước, nguyên nhân chính có thể được kể đến là do những chính sách ưu đãi quá nhiều cho đặc khu khiến nhiều người dân Việt Nam lo ngại. Điển hình như điều khoản thuế, chính sách nhập cảnh, quan trọng hơn là việc cho người nước ngoài thuê đất đến 995 trong dự luật có thể khiến người Trung Quốc vào chiếm đất của Việt Nam, ảnh hưởng đến vấn đề chủ quyền dân tộc, nhất là những vị trí địa lý quan trọng là 3 vùng đặc khu kể trên. Điều đó cũng dễ hiểu vì không ai còn niềm tin đối với uy tín của người hàng xóm Trung Quốc khi Trung Quốc liên tục có những hành động xâm phạm đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đặc biệt là ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Nhìn nhận một cách tổng thể, trong bối cảnh hiện nay, muốn khống chế kiểm soát Biển Đông, Trung Quốc đã tính toán triển khai nhiều mũi tiến công thích hợp với từng phạm vi, khu vực, thời điểm, bối cảnh, đối tượng. Việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014 là một trong những mũi tiến công thật sự của một cuộc xâm lược mềm mà Trung Quốc đã tính toán rất kỹ để thực hiện, đồng thời với những mũi tiến công khác trong phạm vi mà Trung Quốc muốn giành chủ quyền, quyền tài phán trên biển. Do vậy, đối với Trung Quốc, ngoài việc hợp tác, Việt Nam còn có nhiều mặt phải đấu tranh mạnh mẽ, phải đề phòng một cách thật chủ động trước tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Trên tất cả, Việt Nam luôn khẳng định lập trường nguyên tắc của mình về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác định trên cơ sở mong ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hiện nay, có thể nói chính sách ngoại giao của Việt Nam là rất khéo léo và được nhiều nhà nghiên cứu chính trị thế giới đánh giá cao rằng ngoại giao khôn khéo, thông minh, linh hoạt và mềm dẻo là một vũ khí vô cùng hiệu quả của Việt Nam. Nó có thể được ví như một tinh hoa giống như nghệ thuật quân sự đặc sắc của quốc gia này vậy.
Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị, ý nghĩa thì hãy dành cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Tin Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!